Ngày 19 tháng 9 tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nghị quyết, sở này đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Sở này có chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, việc thành lập Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết trước yêu cầu thực tiễn phải đảm bảo an toàn thực phẩm tại một đô thị lớn không ngừng phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh.